xin hân hoan chào đón sự hiện diện của quý thầy cô, quý bác sĩ, quý dược sĩ đến với chương trình tọa đàm cùng chuyên gia Centene Expert Forum lần thứ 6. Tầm nhìn và chiến lược. Chương trình Centene Expert Forum là một diễn đàn trao đổi khoa học thường niên giữa các chuyên gia và các bác sĩ dược sĩ. Xin nhiệt liệt chào mừng quý chủ tọa, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Rông, phó giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, quý chuyên gia, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Tấn, trưởng khoa Glaucoma Bệnh viện Mắt Trung ương, bác sĩ chuyên khoa 2 Trang Thanh Nghiệp, trưởng khoa Glaucoma Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Ngân, phó giám đốc Bệnh viện Quân y 103, chủ nhiệm bộ môn mắt Học viện Quân y, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Phú, nguyên trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Lê Xuân Cung, trưởng khoa giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương. Về phía đại diện Centene, em xin hân hạnh được chào đón ông Tôn Thất Nathan, giám đốc điều hành của Centene Việt Nam. Một lần nữa là người điều hành của công ty Centene tại Việt Nam, tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp vào hoạt động của ngành nhãn khoa Việt Nam trong công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nói riêng và phát triển ngành nhãn khoa Việt Nam nói chung.